2023 tại không gian trên bến dưới thuyền quận 1 trong khuôn khổ lễ hội sông nước. Hấp dẫn quá luôn nè. Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ 6 ngày 4 tháng 8 năm 2023 nha. Hiện tại thì Đức đang có mặt ở đường này là đường bờ kè Hoàng Sa nè. Trước mặt của Đức đó là cầu Thuyền Ghè, bên kia là Bình Thạnh thôi. Ở khu vực này đang có một chương trình văn hóa nghệ thuật rất là đặc sắc nè. Thật ra thì Sài Gòn đang có chương trình lễ hội sông nước tổ chức nhiều nơi lắm, và trung tâm vùng nhất Sài Gòn cũng đang rất là linh đình rồi đó. Nhưng mà Đức đi khu vực này là thấy cũng khá là vui, nên là quay lại phút chia sẻ cùng quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ không nói nhiều nữa, mời các bác chị và bạn cùng theo chân Internet chúng ta đi dạo một vòng, đi xuống khu vực sân khấu này nghe nhạc, sau đó đi vào khu vực ẩm thực như vậy nha. Mời mọi người. Lễ hội sông nước Sài Gòn nha. Hôm nay là đêm đầu tiên nên có nhiều người vẫn chưa biết khu vực này đâu. Nhưng mà nếu thấy bây giờ đang buổi tối, có nhạc lên thì cũng khá là đông người rồi. Xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi.
ơn, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ca khúc tiếp theo xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Đình Thuận, ca khúc mang tên Hát Về Thành Phố Hôm Nay. Xin mời tất cả quý vị. Vực nhạc á, văn nghệ ở đây rất là hấp dẫn, nhưng mà nó thấy ở bên kia những cái gian hàng chắc là có những cái bán đồ ăn nó tốt, rất là hấp dẫn hơn nữa, cho nên là mà đi qua khu kia đi mọi người. Dạ, xin mời nhé. Ở đây có mấy cái buồng dừa nước. Cái này thì dưới miền Tây, dưới quê nhiều lắm luôn. Mật dừa nước, rồi dừa nước sữa. Mà bây giờ chế ra nhiều thứ đó, là hay á. Bên đây là Yến Đảo Cần Giờ. Đây là đồ gốm Bát Tràng nha. Mấy cái bình lọ này nhìn cũng khá là hay nè. Đây, mấy em này có cơ hội ra chơi thích lắm luôn. Bé nào tài cũng lắm lem rồi. Rau má sạch, bây giờ là rau má làm thành bột luôn rồi, rất là đơn giản, bỏ vào nước thôi. Là cà phê Việt Nam thì nhiều thương hiệu cà phê quá trời luôn. Bây giờ cái thương hiệu mới mấy ngày mua vậy đây. Mật ong rừng tràm. À, cảm ơn. Cam mật ong ngon quá. À, giờ uống nhiều nó mát đã để lạnh. Ở đây là mấy cô bác anh chị mình thấy có cái chiếc thuyền, có đèn trang trí là lộng lẫy dưới bờ sông kìa, đang chạy dưới. Thật ra thì ngay cái chỗ này á, bến đường Hoàng Sa này có cái bến thuyền á. Bây giờ là bình thường có chương trình, mọi người có thể đi dạo trên cái kênh rạch sông nước này. À, mà hôm nay là ngày lễ hội thì chỗ đó thành cái bến ca nhạc rồi. Nhưng bình thường nếu mà mình thích trải nghiệm trên kênh rạch này, bây giờ đã làm sạch rất là đẹp luôn. Cho nên mọi người có thể ra đây nè, rảnh rỗi ra đây đi chơi trên thuyền. Họ có chương trình tour đi dọc theo cái kênh thị nghè này cũng rất là hay luôn á. À, dưới đây còn nhiều gian hàng khác nữa, chúng ta đi tiếp tục nha. Mời các anh chị và các bạn nha.
Và cái sập này để coi có, wow, mấy trò chơi dân gian nắng tò he, rồi làm con cào cào bằng lá dừa. Cái này mấy em nhỏ khoái lắm luôn, được làm quà tặng miễn phí mà. Rồi bây giờ đi tiếp xuống phía dưới nha. Khu này là khu ăn uống, lúc nào cũng đông vô trong lễ hội, mà cái phần ăn uống là thôi là đầy người luôn. Cái này chắc là trà các loại. Khu vực này có cái khu vực đường cỏ công viên nên làm những cái dãy nhà ăn uống cũng khá là ok nè, cũng thông thoáng, mọi người có thể ngồi đây ăn uống được. Kem lạnh làm nghe nghe đã, bây giờ là bánh xèo rồi mấy gì. Thôi bỏ con tôm cho nghe cái xèo đã luôn rồi. Ôi bông điên điển. Dẫn quá luôn nè. Rồi bây giờ đi tiếp qua bên kia coi. Ở đây là thịt heo quay. Bên đây không biết là cái gì đây mà thấy có cá lóc nè, trứng cút, rồi giò heo. Cái này giống bánh canh quá. Rồi thịt nướng nữa, đủ các loại, rồi mực, rồi xúc xích, rồi nem. Cô bé là một em nướng phải không? Wow, đặt cái tên kêu cho thủ phủ thịt nướng. Trà tới cây nhiệt đới. Có chè xâm lạnh nữa. Hồi nhiều món quá. Rồi bánh tráng nướng nè. Dưa
món bún nè, bún chả giò thịt nướng nè, rồi cơm sườn mì chả. Bên gian hàng này mấy cái bánh dân gian nè, nó hấp dẫn nha. Bánh ít rồi bánh dừa, bánh ú, wow. Bánh tét. Cái có 8.000 thôi, bánh ít nè, nói chung là giá từ 8.000 đến 10.000, rất là rẻ thôi. Lễ hội này còn kéo dài tới Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023 nha, nên có anh chị mình có dịp đang ở đây thì ghé chơi vào buổi tối rất là mát mẻ, sạch sẽ, vui vẻ luôn. Và bây giờ thì nói chuyện video clip tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip phía sau. Chào tạm biệt tất cả của anh chị và bạn, hẹn gặp lại, xin chào, bye bye. We'll be right back.